mưa thêm xuống. Rồi là bằng vãi vậy đấy này đúng không? Ừ. Ông xa thì đi từng viên là khủ ở đây ông. Nhưng mà nếu mà thoát thế này là nó thoát xuống sân luôn. Đào, cũng đài rồi nấu rồi này. À, nối ra ngoài kia. Anh chừng mất chạm con cái xà lây cho nó. Ra ngoài đường. Thẳng ra đường. Ok ok. Cái hiên này đâu có nước vậy ta? Ở hiên bữa sau là em có dùng nước gì không? Hiên này thì em nghĩ là em sẽ bỏ một cái vòi nước này, ví dụ như bẩn tay chỗ, rồi. Chỗ này có phải thu sàn nữa đúng không? Dạ, có một cái vòi để có cái vòi để em rửa tay rồi đâu ấy. Để rửa chân. Tay, rửa chân. Ừ. Hắn cho hắn chảy ra đường hay là hắn cho về một góc nào? Ra đường luôn. Chứ còn về một góc là không nhớ. Vốn về góc thì nó đâu có chỗ thoát. Đúng. Có, nếu vậy em ưng thì anh trừ lên thôi chứ. Thoát kiểu gì? Thì anh đẹp có phải cho nó, có phải thu sàn như chỗ này anh đẹp một có phải. Nước vòng vòng từ đó. Nó dồn về đây. Một góc kia. Em hiểu không? À. Nhưng mà em qua nhà họ coi thử, nhiều họ nhà họ không có trừ à. Chưa là biết nào, xả lúc nào cũng có nước hết á. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Nhưng mà nếu mà là họ đáng xuống cái này họ xin là họ trả ra luôn. Dạ, dạ. Thực ra mưa to thì nó thoát ra ngoài đường thì nó cũng chuyện bình thường. Làm kính mà. Dạ. Thực này, tế anh cũng làm kính với em Gorosei mà. Đúng rồi, đúng rồi, làm kính, làm kính. Thế thì thế hôm sau là phải làm một cái ống ra đường à? Cái ống này là nấu biết là tới ngoài đường. Ờ à, rồi rồi, ok ok ok. Cho ống chảy bị ăn ngoài đường. Dạ dạ dạ. Okay. Nhiều nhà mà cái cốt không đủ thì cho chảy bị hại. Rồi rồi rồi. Những mưa thì khi nào cũng có nước thôi chứ bình thường thì khô. Rồi ok ok. Hai bên hai ống. Một cái vòi nước đấy để rửa tay, rửa chân. Đúng rồi. Ừ. Xịt chi đồ. Rồi, xịt trước hoặc là rửa xe máy, rửa xe đạp. Bây giờ mà sai tường lên bị đấy nào em chảy ra. Dạ dạ dạ. Thế thì cái đó là lấy thẳng từ nước máy hay là sao ta? Theo anh về nước máy thì ra hay nước bồn. Nước bồn là cũng xa lắm. Dạ dạ, thế thì nước máy được. Ừ, trong kia ra. Nước máy. Nước máy được. Đây cũng được bao nhiêu rồi. Rồi. Mua cái đầu mà áp lực nó mạnh. Ừ. Còn bơm thì bơm bên bầu này. Bơm. Với lại cái bơm mà giếng khoan này thì chỉ bơm tới cây thôi. Thế là bữa sau em chừa thêm một hai cái giếng luôn đó hả? Dạ. Có đầu nối được. Hai cái máy bơm này. Vâng. Có đầu nối được vào cái này không? Có hệ đầu. Ví dụ như nước máy nó mất thì mình bơm lên trên bồn có được không? Cái đó thì mà nước bơm lên bồn nữa phèn cuối cùng em uống nước này thì cháy. À. Ai không đi được. Xúc bầu. À không được. Em hiểu không? Dạ. Ai mà đi xúc bầu, nói chung mà bơm thì được á. Ừ. Làm gì cũng được ở đây nha. Nhưng mà nước nhớp lại nên là vài bữa rồi cũng còn làm nó em cũng uống nấu ăn nước đó mà. Ừ. Ví dụ như em lắp một cái hệ thống lọc đầu vào thì nên lắp ở đâu? Lọc thì lọc ở trên bầu, thấy nhiều nhãn lọc lọc trên bồn à? Lọc thô. Ở đây không có. À. Lọc thô. Đúng rồi. Lọc trên bồn luôn à? Nhiều chỗ luôn á, bắt nhiều. À. Trước cái đầu vô của bầu. Rồi rồi.